ลงลงหมู่ก็တော့ตึกပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေသွားတာတော့အမှန်ပေါ့เนาะဟာလာဒီဟိုရှေ့ပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကွက်ကရောင်းလို့တော့မကုန်ဘူးပေါ့เนาะနေဒီမှာဆိုလဲဟိုတွားရေးလာရေးခက်ခဲလို့တော့မှာကြောက်တယ်မကုန်ဘူးအနေထားမျိုးဖြစ်တော့ဒီလူတွေတော်တော်များများတိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီချက်တွေကိုမမွေးဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီချက်တွေကိုပြန်ထပ်မမွေးတော့ဘူးเนาะဟာလာဥတုံးသွားတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတ
trong thì à thôi tôi muốn nghe rõ là để bà để bọn ok chị lấy chị gì nó nghiệm như trên này đã vào anh kia hồ blue cháu chắc đi chồng như thế này à blue cháu cháu này từ đó anh má đó bây giờ đi ra qua thì à cô biết cũng mẹ chồng của nó thì em mà đi à đi về đi ra tôi về nhà về về ra là đi nào bây giờ cái chỗ này mà lưu trên đâu tôi bây giờ nó ở đâu vậy ta bà bà thằng má ta tao này là bà sắp lấy ngã ở nhà mà là mà lâu mà ngã thì chết cô nè nó ở đâu thì chết đó là nó tao nó bố má đó thoát qua đó rồi thoát là đó rồi nấy là đấy anh má em ấy nó đó là lưu đó bà biết để lưu đi tôi thấy là mua đi chồng của nó là để bù bây giờ lưu đi bù về cha ra đi bù bây giờ sau đó cha ra đi làm đi bảo vậy ở đâu thì chết cô nè nó ok chị. Ai xem mà bà nấy đấy chị nấy đó sau này cái lúc bây giờ tôi hiện bây giờ ta à về lúc anh nhìn này bố má này ở đâu nhiều này là bây giờ chạy đi qua mà tiếc là lâu ní ba chết đó là bọn nó là nếu thì đã chơi uli rồi thua đó thua ní đó về từ đó của bộ tâm mạnh nhất tập này mà nhau chơi ní đó bọn nó ở đâu chết đó là bọn nó thì cũng vậy đấy. Ok. Cái vua này, u thay mũi này lùa này nén hoa này để bao này nó thì cũng cả u sĩ bay mà này từ đó đi giàu giàu khát đó là bao đó mũi này lùa thấy chết bị rồi đi cái u gì mà chết đó xa đi đi nhẹ tất nhiên mà cái đó mà mũi đầu lùn này thì tay nhà là bọn nó cái chỗ thì chạy về thì đang hoang long tha ra là cái chỗ thì chạy mà giàu mà từ đó thì chết cô nào vậy đó. Chà đồ mà đi ra chà đồ, chà đồ lưu đi ra thích dễ bị rồi, mùi mê lưu đi ra thích dễ rồi, thăm mà mùi đồ của nó, bộ bụi lý sinh là nê rõ ra. À cụ, đi chết ta, à cụ chết ưu thiệt đi rồi chứ, chết ta này lào mà nó. Thế là, chết ta nào mê lưu ra gà, chết ta này đi lưu về mùi đồ lưu đi thích dễ, à cụ chết ta khí à, ta bây cả mà, ta nói rồi, nó thông lý à, lâu về xí đề vậy. À dễ nên tông thông này à, lâu xí đề vậy thì, nó thông lý à, này yếu này là, à cụ tự nhiên. Chúng nó rút chặt đá bao thâu được đó, chúng nó rút chặt đá bao thâu được mũi đây lùi đi, chúng nó rút thâu được bì để chặt đá bao bì đi của nó, bì vô bì đi của nó. Ở khu ấy còn gì đó, chúng nó giấu một thợ bùn nó mũi mấy lùi đi mình xịu, tức là mũi mấy lùi mình xịu rồi chúng nó chỉ chặt bao đi để bù này đồ lòng tắt biển này à đấy nhá, mũi mấy lùi mình xịu, ta không tây an này giấu lùi giấu, tây an ngã thế này giấu giấu bộ nó, ở lùi này giấu này là mũi mấy lùi mình xịu, nó, và là thoát ra đây thì nhà chặt đá bì mà cao cũng sụp rồi đi, u chặt đá là bì của đây mà ta tao nào xịu để đạp vô đó. Chúng nó chăn bò mà nào về đấy thì nó mà nó thao ngay à rồi nó thao ngay, nó mũi đấy đủ để con nó thấy chết bị rồi, sợ chả đi, nó chúng nó thấy thế, nó đồ à bọn nó giết cháu thế lâu rồi nó la lâu chả thế này, chả đá đi đấy thì đủ cái, có mà chịu không làm gì cả, nó ok chứ, ok và ok, đi cả là vào đấy, chúng nó đi qua cả là ngã bộ đây này ngã ra cha được rồi vậy, nó đồ à bọn cứ đủ là cái lúc kia cái mối này đuổi nên thích tiền quân giá làm mà bọn nó ai lùm nhiều bọn nó thì ai cha mà tiền quân giá làm thì u giá chết là cao mũi bù cho cả u bù cho tiền anh ấy giống cho nó được mà là mà siêu tiền cho nó được hoặc là bọn ấp tân là xe lâu mà về xa vì u xa già là thua rồi là này tôi mới tôi nào mà cho nó ngã là lâu sau mà cho nó được chứ u tiền già mà đi nó u chắc chắn thay đổi chắc chắn u được chắc nhiều lắm mà không u già chắc u mũi già đi là thua rồi ai đang tuổi nào thì đang tuổi là siêu mà vậy nhân nên là siêu mà nó chỉ u xa để biết là nên nên bây giờ u xíu mà thế này vậy, nó ok, anh là suy nghĩ gì quan mà vợ nó sẽ bị ở gì mà cho nó được mang đi đó, mang đi đó u vào nó cho nó được đi qua thế mà cho nó được khuôn lịch sử rồi nó cho nó được hòa này vào nó cho nó được vào đó chăn cú cho nó được chăn quần gì vào nó cho nó được bây giờ u tống đầu này ngã gì vậy, nó bây giờ tống đầu này ngã gì vậy đấy, bây giờ mà xem nhà tiền nó sẽ lâu xí đấy nó à đó cho nó đủ ăn nó sẽ cháo lồng quế này về tuổi chín vào cho nó cái ăn này nó cái này nó chén này cháo cái lý giải gì đấy nguyên gì cho nó chén này mà đồ quế đấy gì nó chén quế gì vậy nó chén bông quế gì ai mà cái gì 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 đấy cho nó đủ là cá cá gì đấy lì nó gì đấy quế là gì đấy vậy nó à cái này mà sử dụng cái này tông về nguyên gì nào gì đấy đi nó à cứ cho nó đủ giàu này là cho nó đủ để ai mà ai nào biết thì rồi cho nó đủ giàu này thì còn nhất là thứ rồi cho nó đủ để mà biết
အခုဘာဖြစ်နေလဲသင့်ပြန်ရောင်းစားတဲ့ဈေးတမပြန်ရောင်းစားတဲ့လူတွေကတော့မတရားမြတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကဈေးထိန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟလာအခုဒီဈေး3250ဖွင့်ပြီးဝယ်တယ်ကလုံးပေါ်မှာအားလုံးအရင်ပေါ့နော်အရင်ဆိုတာတည်ယူဈေးပေါ့လူမသိဘူးအကျော့အတွက်ပေါ့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်130ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့လေဘူးတွေနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ကယ်လုံးကဘူးတွေနဲ့ထည့်ရောင်းတယ်ဘူးကလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ရှိတယ်ကလုံးကိုအဲ့ပေါ်မှာနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့ပေါ့နော်ကလုံးကိုတစ်ချက်ဝင်းတင်တော့ကြာသေးတယ်ဗျနော်အဲ့ပေါ်မှာလေနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဝင်းတင်တော့ကြာသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေအပေါ်မှာဘူးခုန်ဘူးနဲ့ပါနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲအရောက်ကျွန်တော်တိတိမက်တွေပြပို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တိတိမက်တွေပို့နေတာကတိတိမက်မှာရောင်းတာ130ပဲရောင်းနေတယ်တဘူးက1300ပဲရောင်းနေနော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့နေတာကျွန်တော်လည်းရှုံတာပဲအခုကြမှာဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတိတိမက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီနဲ့မပို့နိုင်တော့ဘူးဒီလုံးနဲ့မြင်မှာရမယ်ဆိုတောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအခုဒီဘက်ကတည်းကအခုအပြင်မှာရောင်းနေရတာအခုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်160 180တွေရောင်းနေကြတယ်သလုံးကိုလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှန်းကြည့်နေတာပေါ့ဒီတိုင်းကဆက်သွားရင်တော့သလုံးကို200လောက်တော့အနည်းဆုံးရောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂလိပ်အဲ့လိုနေထားတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့လူလူရတယ်ဗျာဟိုဝယ်လို့အားပေါ့ဗျာတအားယူရဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်လဲပြီတော့ဗျာဒီရာဒီချက်ဦးတွေတော့ဝယ်လို့မရတော့ဘူးအထိတ်တလန့်တွေပေါ့မဟုတ်တဲ့တဲ့င်းတွေရှောက်ကြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေဗျာနော်အာဒီနိုင်ငံတော်ကောင်စီရပဲတရားကိုထိတ်ဆိုအမှန်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးလူတွေထင်မြင်ချက်နဲ့ရှောက်ကြောနေရတယ်အများကြီးနော်အမှန်အဓိကတော့ဗာထုတ်လို့မှုရော့နေတဲ့သဘောပါနော်ဒါအရင်တော့ဒေးတွေတအားကြတော့ဝင်းစုစုတွေတအားရှုံးတော့မမွေးနိုင်လို့